thì có lẽ tôi sẽ nhấn mạnh tới cái liên minh NATO, một trong những cái liên minh quân sự được mô tả là mạnh nhất thế giới với 32 quốc gia thành viên. Quý vị, trong tuần qua thì chúng ta đã biết được nhân vật đã được khối NATO chọn, và trong đó trong cái phiên họp thượng đỉnh của NATO sắp tới ở tại Washington DC, có thể nhân vật này sẽ thay thế cho Jens Stoltenberg trở thành tổng thư ký của liên minh NATO. Quý vị, người này là Mark Rutte, tức là vừa là một vị thủ tướng mới hết nhiệm kỳ từ ở một quốc gia của Âu Châu, tức là Mark Rutte là người của Hà Lan, và sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ, ông ta đã vừa dứt cái nhiệm kỳ thủ tướng và bây giờ chuẩn bị tranh cử vào cái chức tổng thư ký của liên minh NATO. Và nhân vật này được xem là một nhân vật trung hữu, tức là ông ta cũng không phải là người cánh tả. Tuy nhiên trong thời gian điều hành thì trong thời gian này qua thì ông ta có vẻ như là một người nghiêng về phía tả nhiều hơn, mặc dù là một nhân vật trung hữu. Tuy nhiên thì Mark Rutte trên nguyên tắc sẽ được chọn làm tổng thư ký của liên minh NATO trong cái nhiệm kỳ kế tiếp, sau khi mà ông Jens Stoltenberg sẽ hết nhiệm kỳ của ông ta vào ngày 1 tây tháng 10 sắp tới đây. Và việc chọn Mark Rutte này sẽ là một nhân vật, và tôi nghĩ rằng là NATO trong thời gian này họ sẽ đối phó với hai vấn đề, và do đó tại sao họ chọn nhân vật này. Quý vị, chúng ta lướt qua cái bài phân tích của tờ Political, trong đó họ nói rằng là việc mà chọn Mark Rutte này là có vẻ như họ muốn đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là duy trì sự đoàn kết của liên minh NATO, và thứ hai là đối phó với ông Trump nhiều hơn là đối phó với Putin. Quý vị, đây là một trong những cái bài phân tích của tờ Political. NATO hy vọng là Trump sẽ chứng minh được cái sự liên minh này với lại tân lãnh đạo của NATO là Mark Rutte, và trong đó có thể sẽ bị bớt bất ngờ. Chính quyền của Joe Biden gần như đã có một cái làm việc với lại ông thủ tướng của Hà Lan, tức là ông Mark Rutte, người sẽ đã được hỗ trợ của 32 quốc gia thành viên NATO và sẽ trở thành nhân vật đứng đầu của NATO. Và cái chức, mặc dù cái chức là tổng thư ký của liên minh NATO, tuy nhiên thì nó về hành chính nhiều hơn là trong vai trò của quân đội. Và các cựu giới chức của NATO cũng như các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng liên minh này cần ông Rutte trong cái cuộc đấu tranh nếu như mà ông Trump thắng lại cái ghế tổng thống ở tại vào tháng 11 sắp tới đây. Câu hỏi đặt ra là trong cái hội nghị thượng đỉnh của khối NATO sắp tới ở Washington từ ngày 9 tới ngày 11 tây, thì ông Rutte có thể là người được chọn làm cái người gọi là thay thế cho ông Jens Stoltenberg. Ông này được xem là một nhân vật trung trung hữu ở tại Âu Châu, tuy nhiên ông ta vẫn nghiêng về phía tả nhiều hơn, và trong đó được biết với lại ông ta có một sự là đôi lần gặp gỡ với ông Trump, và có lẽ như là ông ta đã chặn ông Trump một đôi lần. Và tuy nhiên thì một trong những cựu đại sứ của Hoa Kỳ dưới thời của ông Trump ở tại Liên hiệp Âu Châu là Gordon Sondland nói rằng dường như đã có một cái sự chống đối, và ông Rutte đã từng chỉ việc khẳng định là ông Trump sai. Tuy nhiên thì ông Rutte, ông Sondland lại nói rằng ông Trump lại có thể thích cái thái độ thẳng thắn của ông Rutte trong lúc mà đôi bên có sự gặp gỡ nhau. Và trong đây họ phân tích rất nhiều về cái vai trò của ông Rutte có thể có trong cái liên minh NATO và cái ẩn ý của NATO khi mà họ chọn lại một vị tổng thư ký mới. Quý vị, lướt qua điều này thì chúng ta thấy rõ dưới thời của Jens Stoltenberg thì Jens Stoltenberg là một nhà ngoại giao khéo léo. Có thể nói ông ta là một người, tuy rằng nếu mà nói về đối đầu với Nga, tôi coi Jens Stoltenberg là một kẻ chính trị và có một cái thái độ rất mềm dẻo và nhu nhược đối với cái cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên về cái lĩnh vực chính trị thì ông ta được xem là kẻ rất khéo léo. Khéo léo ở chỗ là ông ta không mít lòng ai, không mít lòng Biden mà cũng không mít lòng ông Trump. Quý vị nhớ là vừa rồi khi mà ông ta có mặt ở tại Washington DC thì khi mà ông ta khoe là NATO đã có 23 quốc gia trong tổng số 32 thành viên đã đạt được cái ngân sách 2% tổng số GDP của họ cho ngân sách quốc phòng của NATO, và ông ta ghi nhận đây là công trạng của ông Trump. Tại vì lúc ông Trump lên chỉ có 7 quốc gia đạt được cái tiêu chuẩn này, và ông Trump là người đã áp lực NATO là phải đạt được cái tiêu chuẩn 2% tổng số GDP. Thì quý vị, lúc đó ông Trump áp lực thì gần như các quốc gia đều bác bỏ, cho tới khi Nga tấn công vào Ukraine. Thì bây giờ quý vị, dưới thời của triều đại của Biden thì tất cả thành viên của NATO đã bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ và bắt đầu đi theo cái hướng mà ông Trump đã vạch ra trước đây, tức là phải tăng cường ngân sách quốc phòng. Và tới ngày hôm nay thì có 23 quốc gia trong tổng số 32 là đã đạt được cái ngân sách quốc phòng là 2%. Và trong một vài năm tới thì ông Jens Stoltenberg nói rằng
hy vọng NATO sẽ đạt được cái tất cả thành viên NATO sẽ đạt được cái yêu cầu này. Tuy nhiên thì quý vị, bây giờ thì vật giá tăng cao 2% không có nghĩa lý gì cả. Nhiều năm trước, tức là năm 2018, tức là 6 năm trước thì ông Trump yêu cầu 2%, nhưng bây giờ chưa chắc nó đã là 2%. Chính ông Sunak, tức là thủ tướng của anh, đã đề nghị là ít nhất là 2.5 cho tới 3%. Ông Sunak là thủ tướng của anh đã đề nghị chuyện này. Ông Trump trước đây năm 2018, ông đòi hỏi 2%. Nhưng bây giờ 6 năm sau, với tình trạng mà giá năng lượng tăng cao, lạm phát và tình hình của kinh tế bây giờ, 2% nothing. Do đó, chưa chắc ông Trump đã giữ con số 2% khi ông trở thành tổng thống trở lại. Thì quý vị, do đó thì bây giờ NATO thì đang đối diện với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sự chia rẽ của NATO sau khi Nga mở cuộc chiến tại Ukraine. Và vấn đề thứ hai là làm cách nào đối phó với Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Quý vị, họ không phải bầu ra một tổng thư ký để mà đối phó với cái tiềm năng tham vọng của Putin, mà họ lại đối phó với ông Trump nhiều hơn. Thì quý vị, lý do tại sao tôi nói như vậy? Thứ nhất, bây giờ quý vị, kể từ khi mà Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tây tháng 2 năm 2022, thì ngay lúc đó NATO đã có nhiều phản ứng. Và kết quả thì họ chỉ thống nhất trong cái vấn đề gọi là trừng phạt Nga về kinh tế, chứ không có đụng tới nước Nga. Thời gian gần đây, khi mà cái cuộc gọi là phản kháng của Ukraine càng lúc càng yếu đi, thì NATO mới bắt đầu tăng cường cho phép phía Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ của Nga. Và kể cả một số viên chức của NATO, trong đó bao gồm luôn tổng thống của Pháp, đã từng đề nghị là đưa lực lượng NATO vào Ukraine. Thì quý vị, cho thấy rõ ràng là cái chiến lược của NATO ngay từ lúc đầu đã gây chia rẽ và không thành công. Không thành công ở chỗ là họ đã không có thái độ dứt khoát cứng rắn ngay từ đầu, mà họ mềm dẻo tránh né, và cuối cùng thì bây giờ quý vị cũng đi tới gần cái kết quả giống như lúc đầu tôi đã từng nói, là phải đối đầu trực tiếp với Nga. Quý vị, bây giờ họ cho phép phía của Ukraine có thể sử dụng vũ khí của NATO bắn vào lãnh thổ của Nga. Thậm chí Tòa Bạch Ốc nói rằng phía Kiev có thể bắn bất cứ một vị trí nào của Nga trong lãnh thổ của Nga. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine hơn 2 năm qua đã khiến cho NATO bắt đầu có những cái thấy được cái sai lầm của mình và thấy được sự chia rẽ của mình. Trong đó quý vị nên nhớ, những quốc gia trong NATO không phải là họ đồng nhất trong cái vấn đề gọi là đối phó với Nga. Nhiều quốc gia trong NATO lệ thuộc vào nguồn khí đốt thiên nhiên của Nga, và nhiều quốc gia trong NATO dường như không muốn có cuộc đối đầu với Nga, và nhiều quốc gia trong NATO lại là thân cận với Nga, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, hai quốc gia được xem là hai cái gai trong mắt của những quốc gia Tây phương. Thì quý vị, cái việc gia nhập NATO của Thụy Điển và của Phần Lan đã nói lên điều này. Đã nói lên điều này là sự chia rẽ của NATO càng lúc càng trầm trọng, mặc dù về bề ngoài họ vẫn cho mọi người thấy 32 quốc gia rất đoàn kết. Nhưng mà bên trong của NATO thì rõ ràng chúng ta thấy một sự rạn nứt rất lớn. Các quốc gia ở phía đông Âu Châu, thành viên của NATO gồm có Ba Lan, Estonia, Lithuania và Latvia, là 4 quốc gia được xem là có một thái độ rất cứng rắn với Nga. Có thể nói rằng họ rất cứng rắn và sẵn sàng đối đầu với Nga. Nhưng mà ngược lại thì Hungary, Slovakia thì họ lại có cái lối gọi là thân cận với Nga. Trong khi đó thì khối Tây Âu, Đức, Pháp, Tây Ban Nha thì quý vị, họ chỉ muốn là duy trì hiện trạng. Tức là họ không muốn tiến một bước mà cũng không muốn lùi một bước. Họ muốn duy trì cái hiện trạng này. Cái hiện trạng tức là không muốn đối đầu với Nga, vẫn muốn có một cái quan hệ với Nga về mặt kinh tế, nhưng vấn đề còn Nga về vấn đề gọi là quốc phòng. Thì quý vị, đây là sự chia rẽ trong NATO dưới thời của Jens Stoltenberg khi mà Nga tấn công Ukraine. Trước khi Nga tấn công Ukraine thì không xảy ra vấn đề, nhưng khi Nga tấn công Ukraine thì mọi vấn đề đã bắt đầu xảy ra sự khác biệt của các thành viên trong NATO. Thì bây giờ quý vị, họ muốn chọn một nhân vật duy trì cái sự đoàn kết của NATO. Do đó, tại sao họ chọn ông Mark Rutte? Mark Rutte được xem là nhân vật trung hữu, nhưng mà lại có cái khuynh hướng nghiêng về phía tả. Tức là nhân vật này có thể mềm dẻo với lại phía cực hữu hay là phía cực tả. Và quý vị,
chính ông ta đã từng đề nghị là sẽ tháo gỡ tất cả những cái khó khăn dành cho Hungary, để đổi lại Hungary không can dự vào việc mà NATO có thể can dự sâu hơn vào Ukraine, để ông ta có thể ngồi vào cái ghế tổng thư ký. Ông ta đã thỏa hiệp với lại ông Viktor Orbán. Một cái điều này cho thấy rõ ràng là Madrid đang tìm cách gọi là duy trì cái sự đoàn kết của NATO một cách rất mong manh. Một cách rất mong manh. Và điều quan trọng nhất, NATO đang lo sợ không phải là sự đe dọa của Nga. Không phải là sự đe dọa của Nga đối với lại cái lãnh thổ của Âu Châu hay an ninh quốc phòng của Âu Châu. Mà NATO lo sợ nhất sự trở lại của ông Trump. Bởi vì sự trở lại của ông Trump và sự cứng rắn trong chính sách đối ngoại cũng như là tăng cường sức mạnh của khối liên minh có thể dẫn tới sự đổ vỡ hoàn toàn của NATO. Có thể nói là việc này có thể dẫn tới một sự đổ vỡ hoàn toàn của NATO nếu những quốc gia thành viên NATO không đồng ý theo cái chiều hướng cứng rắn của ông Trump. Thì quý vị, do đó họ chọn Mark Rutte là người có thể nói chuyện được với ông Trump. Tại vì ông là người trung hữu và ông đã từng trận ông Trump trong cái vấn đề gọi là bất công về và ngân sách quốc phòng. Và ông nói là cần phải làm việc. Tuy nhiên ngược lại thì cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Âu Châu đã lên tiếng và nói rằng ngược lại ông Trump lại có một cái nhìn tích cực với lại Mark Rutte. Tức là ông Trump nhìn thấy được cái sự thẳng thắn của Mark Rutte, không có dùng ngôn ngữ ngoại giao giống như những người khác. Thì quý vị, do đó chọn nhân vật này có vẻ như là NATO đang tập trung đối phó sự trở lại của ông Trump nhiều hơn. Bởi vì họ muốn duy trì cái liên minh này, nhưng mà lại không muốn tăng ngân sách quốc phòng và không muốn đi cứng rắn kiểu của ông Trump. Do đó, họ chọn Mark Rutte là có lẽ họ sẽ thay đổi một số những cái chính sách và những cái chiến lược để phù hợp với một phần nào của ông Trump. Nhưng họ sẽ không đi hết con đường mà ông Trump muốn. Họ vẫn muốn đi con đường của họ. Họ vẫn muốn đi theo cái kiểu con đường của họ là thỏa hiệp mua cái hòa bình ngắn hạn. Đây là cách mà của NATO muốn. Tại vì đa số những quốc gia thành viên của NATO đều là những quốc gia nằm ở Âu Châu. Do đó quý vị, họ phải chọn một cái đường hướng nào đó mà được xem là có thể duy trì cái liên minh quân sự này, tăng cường khả năng kiềm chế. Tại vì ngày nào mà 32 quốc gia còn đứng chung với nhau thì nó là một cái răn đe rất lớn với những cái thế lực trên thế giới, trong đó gồm có Nga, gồm có Trung Quốc, gồm có kể cả Ấn Độ. Thì quý vị, NATO sẽ là một cái lực lượng 32 quốc gia lớn nhất thế giới mà. Do đó, họ cần duy trì cái hình thức liên minh này, chứ không phải nội lực. Cái hình thức liên minh mà thôi. Vì vậy mà họ chọn Mark Rutte, và Mark Rutte được dự tính là đã được sự đồng ý của 32 quốc gia trong liên minh NATO. Và tháng tới, tức là từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 7, thì cái phiên họp thượng đỉnh của NATO sẽ diễn ra tại Washington DC, không phải tại Brussels. Brussels là tổng đàn của NATO. Nhưng mà cái hội nghị thượng đỉnh này thì nó lại nằm ở Washington DC. Có nghĩa là quý vị, NATO muốn rằng là cái vai trò của Hoa Kỳ quan trọng, vẫn là quan trọng nhất trong NATO, và họ muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của Hoa Kỳ với lại cái an ninh quốc phòng của Âu Châu. Cho nên năm nay họ tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh không phải tại tổng đàn của NATO là Brussels, mà nằm ngay tại Washington DC. Tháng tới thì quý vị, rõ ràng họ đang muốn gửi một cái thông điệp cho người Mỹ. Họ muốn gửi cái thông điệp cho người Mỹ là chúng ta vẫn phải duy trì cái liên minh NATO. Tuy nhiên quý vị, ông Trump thì khác. Ông Trump, ông đâu có muốn đánh vỡ NATO ra. Ông chỉ muốn là NATO tăng cường ngân sách quốc phòng. Các quốc gia trong Liên minh Âu Châu phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh quốc phòng của họ. Không phải Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ. Hoa Kỳ đóng vai trò phối hợp. Nhưng Hoa Kỳ không thể bảo đảm được tất cả an ninh quốc phòng của Âu Châu nếu các quốc gia Âu Châu vẫn gọi là chần chừ. Đó là ý muốn của ông Trump. Nhưng mà qua cái miệng của đám truyền thông khuynh tả thì nó cho rằng ông Trump đe dọa rút ra khỏi NATO, làm cho NATO tan vỡ vân vân. Thì quý vị, chính vì những cái lời bình luận của đám truyền thông khuynh tả tại Mỹ, nó đã ảnh hưởng tới liên minh NATO. Và quý vị thấy rõ ràng là liên minh NATO bây giờ đang đứng trước một cái thử thách lớn, là họ sẽ thay đổi quan điểm cứng rắn hơn để mà trấn áp tất cả những tiềm năng đe dọa, hay họ sẽ đi cái hướng của Jens Stoltenberg hiện nay, tức là tránh né, tìm mọi cách thỏa hiệp để mua cái hòa bình ngắn hạn. Cuộc chiến tại Ukraine cho thấy là cái thỏa hiệp này không thành công.
nó đã xảy ra năm 2014. Người ta nghĩ rằng là sẽ có một cái hòa bình vĩnh viễn sau cái hiệp ước Minsk ký ở tại Belarus. Nhưng kết quả quý vị, 8 năm sau thì Nga lại tiếp tục tấn công Ukraine. Thì quý vị có nghĩa là họ không mua được cái hòa bình lâu dài. Do cái thái độ của họ là thỏa hiệp. Họ thỏa hiệp với lại phía Nga, họ thỏa hiệp với lại phía của Belarus, của Ukraine v.v. Họ mua được cái hòa bình được vài rồi. Bây giờ tất cả mọi thứ quay trở lại. Thì quý vị, do đó chọn Mark Rutte là họ chỉ muốn duy trì cái sự liên kết và cái sự gọi là đồng nhất của liên minh. Nhưng liệu điều này có thể kéo dài được bao lâu? Nếu những quốc gia trong NATO vẫn không coi trọng cái an ninh quốc phòng của họ. Quý vị, nước Mỹ là cái quốc gia đóng nhiều nhất. Nếu mà tổng số ngân sách của 32 quốc gia cộng lại 100%, thì Hoa Kỳ đã đóng góp 22%. Riêng một mình Hoa Kỳ không là 22%. Còn lại 78% chia đều cho 31 quốc gia. Mỗi quốc gia không có bao nhiêu tiền cả. Do đó quý vị, hầu hết Hoa Kỳ gồng gánh quá nặng. Và bây giờ thì Nga bắt đầu thúc đẩy cái vấn đề gọi là đối đầu gay gắt hơn. Khi mà NATO cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ của Nga, Putin đã có hai cuộc tập trận nguyên tử. Trong vòng một tháng, hai cuộc tập trận nguyên tử. Và chính Putin cũng không loại trừ sử dụng vũ khí nguyên tử để mà bảo vệ cái quyền lợi của nước Nga. Tôi gọi là bảo vệ quyền lợi, tức là cái quyền lợi của nước Nga và kể cả của cá nhân Putin. Có nghĩa là quý vị, cái thái độ của Nga bắt đầu dịu hầu hơn. Trong khi đó, đám NATO gần như là bây giờ né kiểu nào cũng không xong. Mà bây giờ cứng rắn thì họ không muốn. Cứng rắn thì họ không muốn. Và bây giờ cộng thêm việc mà quay trở lại chính trường của ông Trump. Và gần như mọi người đều tiên đoán là ông Trump đều thắng cả. Và bây giờ họ chọn Mark Rutte, có nghĩa là thứ nhất, NATO tiên đoán rằng ông Trump sẽ quay trở lại chính trường. Họ cần chọn một nhân vật nào có thể làm việc được với ông Trump và xoa dịu ông Trump, kéo ông Trump mềm lại. Mục đích của họ là như vậy. Chứ không phải là họ sẽ phối hợp để tăng cường tất cả mọi thứ mạnh mẽ lên. Quý vị, gần như NATO không muốn thay đổi quan điểm. Tôi nói thẳng luôn, NATO không muốn thay đổi quan điểm. Họ chỉ muốn mua thời gian qua cái giai đoạn khó khăn. Tại vì ông Trump trở lại chính trường 4 năm là 4 năm khó khăn của họ. Lần trước quý vị, trong lúc mà ông Trump nắm quyền, ông đã cứng rắn rất là nhiều. Và sự cứng rắn của ông đã tạo được kết quả. Ít nhất là quý vị, phía Nga không tấn công Ukraine. Phía Bắc Hàn không quậy quọ. Ít nhất trong 4 năm ông Trump cầm quyền, ông đã trấn áp được chuyện này. Trong khi đó quý vị, dưới thời của Joe Biden thì tất cả đều trở nên nguy hiểm hơn. Thái độ mềm dẻo của Joe Biden đã dẫn tới cục diện thế giới hỗn loạn hơn. Thì quý vị, giờ này đám NATO tôi không biết là họ có thay đổi quan điểm hay không. Nhưng với những chính trị gia nắm quyền của NATO, tôi không tin rằng NATO có đủ thái độ cứng rắn. Do đó, họ chỉ muốn mua giai đoạn và họ chọn nhân vật nào mà có thể vuốt ve làm mềm dẻo ông Trump một chút là họ sẽ làm. Thay vì họ tập trung đối phó với lại Putin và tham vọng của Putin, thì bây giờ tất cả thành viên của NATO tập trung đối phó với Donald Trump. Quý vị, đây là cách mà của NATO đang vận hành. Và tôi nghĩ rằng lần này quý vị, ông Trump đã có một cái kinh nghiệm. Và thứ hai, ông Trump đã nhìn ra được tất cả những cái tiềm năng nguy hiểm đe dọa tới Hoa Kỳ và các đồng minh. Dù rằng là NATO có nhiều bất đồng với ông Trump, nhưng dù sao đi nữa thì quý vị, Âu Châu vẫn là đồng minh của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, ông Trump sẽ thúc đẩy một cái chính sách rất cứng rắn. Ông buộc các quốc gia NATO là phải đóng góp ít nhất là từ 2.5% cho tới 4%. Quốc gia nào đóng góp đủ 4%, ông Trump sẽ khai triển cái bệ phóng nguyên tử và tất cả những cái kỹ thuật nguyên tử qua quốc gia đó. Đây là cách mà tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ làm. Thì trong tất cả các quốc gia bây giờ, duy nhất chỉ có Ba Lan là quốc gia đạt tiêu chuẩn 4%. Tức là họ đã là cái quốc gia đóng góp nhiều nhất 4% trong tổng số GDP của họ. Đương nhiên số tiền cộng lại thì không bằng Hoa Kỳ. Số tiền cộng lại không bằng Hoa Kỳ và Đức. Tại vì cái GDP của phía của Ba Lan đâu có cao bằng của Đức. Đức là nền kinh tế lớn nhất Âu Châu mà. Thì quý vị, cái chi phí đóng góp cho NATO của Ba Lan tuy mang tên trên danh nghĩa là 4%, nhưng số tiền đóng góp không bằng của Đức, của Hoa Kỳ. Bởi vì
Đức thì là cái nền kinh tế lớn nhất của Âu Châu. 2% GDP của họ là con số khổng lồ so với 4% GDP của Ba Lan. Thì quý vị, duy nhất có Ba Lan thôi. Nhưng lần này ông Trump sẽ cứng. Ông Trump sẽ cứng đặc biệt và là với Đức và Pháp. Bởi vì hai quốc gia này luôn phản đối ông Trump. Cho tới giờ phút này họ không nhận cái sai của họ. Cái sai của họ khi mà không đáp ứng cái ngân sách quốc phòng mà ông Trump đã yêu cầu trước đây. Khi mà Nga tấn công vào Ukraine, bây giờ họ mới lục đục tăng ngân sách quốc phòng theo ý của ông Trump. Trong khi đó quý vị, mặt trận của Âu Châu không phải chỉ có của Ukraine không. Còn cái cuộc đối đầu giữa Serbia và Kosovo có thể bùng nổ một cuộc chiến. Có thể bùng nổ một cuộc chiến khác. Đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là Âu Châu vẫn đối diện với những tiềm năng đe dọa. Và cái điều quan trọng nhất là họ đang bị đe dọa trực tiếp bởi Trung Quốc. Họ không bị đe dọa quân sự bởi Trung Quốc, nhưng họ bị đe dọa nền kinh tế và xã hội bởi Trung Quốc. Nga có thể đe dọa về quân sự, nhưng mà Nga không đủ sức đe dọa về kinh tế, ngoại trừ họ nắm cái phần năng lượng ra. Còn Trung Quốc là cái quốc gia được xem là đe dọa trực tiếp tới Âu Châu về vấn đề gọi là kinh tế, về vấn đề xã hội. Tức là cả kinh tế lẫn xã hội đang lệ thuộc dần vào cái nguồn hàng của Trung Quốc. Thì quý vị, do đó ông Trump khi mà trở lại chính trường, điều ông muốn là NATO phải có một sự thống nhất mạnh mẽ hơn và phải có một cái sự công bằng về kinh tế với Hoa Kỳ để mà đè bẹp cái sự đe dọa của Trung Quốc. Bởi vì quý vị thấy ông Trump là người đã mở ra cuộc chiến mậu dịch, đánh Trung Quốc từ một quốc gia gọi là có một cái sức phát triển mạnh nhất thế giới, nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới, mà cái sức phát triển về GDP của họ lên tới 7-8%. Lúc ông Trump lên cầm quyền, ông đánh một phát bây giờ nó xuống còn có 3-4%. Bây giờ kinh tế Trung Quốc rơi vào khủng hoảng. Thì quý vị, ông Trump đã thành công ở cái giai đoạn của cái nhiệm kỳ đầu tiên. Thì quý vị, nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ cứng đắn, ông sẽ nói chuyện thẳng với Putin. Ông sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn với Putin, nhưng mà ông nói chuyện với tinh thần đe dọa, chứ không phải với tinh thần nhượng bộ. 4 năm trước, ông đã làm. Khi mà ông gặp Putin ở tại Helsinki ở Phần Lan, 2 tiếng đồng hồ. Thì quý vị, kể từ cuộc gặp đó tới bây giờ, Putin không hề có ý định tấn công Ukraine. Có nghĩa là ông Trump có đủ sức răn đe đối với Putin. Do đó quý vị, Putin đã không động đậy. Nhưng bây giờ dưới thời của Joe Biden thì Putin tấn công Ukraine và đang có ý định sẽ mở rộng cuộc chiến ở vùng Baltic. Thì quý vị, chính điều này mà đám NATO tránh né hoài. Bây giờ Đức tăng cường một số quân ở tại vùng Baltic. Nhưng liệu số quân của Đức có đủ cản được cái sự tấn công của Nga hay không? Bởi vì những quốc gia này rất nhỏ. Và nếu như mà Nga thật sự tấn công vùng Baltic thì NATO sẽ giữ lời cam kết của mình hay không? Tức là cái article số 5 sẽ bảo vệ từng inches của các quốc gia thành viên. Hay NATO lại chọn thái độ thỏa hiệp đây? Nếu Putin tấn công vào các vùng Baltic. Và quý vị, chỉ có một lãnh đạo cứng rắn chặn đứng cái ý định này thì mới chặn được. Còn nếu thỏa hiệp mềm dẻo, Putin sẽ lớn tới. Và quý vị thấy vừa rồi cái chuyến của Putin đi qua Á Châu, rõ ràng Putin đang tìm cách quân bình cái thế lực với Hoa Kỳ. Và thứ hai là Putin đã bắt đầu có cái hành động được xem là thọc gậy vào khu vực Á Châu, trong khi đám NATO vẫn quay lưng. Đám NATO chỉ đặt một cái văn phòng ở Nhật Bản thôi. Đám NATO vẫn chỉ muốn giữ cái mặt trận của họ là liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Họ chỉ chăm sóc cho phần Bắc Đại Tây Dương thôi. Họ không can dự tới những cái khu vực khác trên toàn cầu. Thì quý vị, ông Trump thì khác. Ông Trump sẽ buộc NATO phải có vai trò lớn hơn. Thứ nhất là phải tăng ngân sách quốc phòng. Thứ hai là phải có vai trò lớn hơn hỗ trợ cho Hoa Kỳ ở trên các mặt trận khác trên toàn cầu. Từ Trung Đông qua Phi Châu cho tới Á Châu. Ông Trump không để cho NATO chỉ khư giữ cái cửa là ở Âu Châu mà thôi. Do đó quý vị, họ chọn Mark Rutte là họ tìm cách làm giảm đi tất cả những cái ý định của ông Trump. Thỏa hiệp một phần nào, tức là nhượng bộ ông Trump một phần nào, nhưng mà vẫn giữ lại một phần khác. Cái này là cái mà phía của Liên minh NATO đang tìm cách gọi là đối phó với khi mà ông Trump quay trở lại chính trường. Tại vì ông Trump quay trở lại chính trường, ông sẽ thay đổi tất cả trật tự của thế giới. Không còn đi theo cái trật tự mà cái đám tôi gọi là cơm gạo và cái đám gọi là
chính trị sa lông của NATO muốn. Họ chỉ muốn duy trì hiện trạng thế giới như vậy để trục lợi. Trong khi đó, thế giới đang cần một cái trật tự mới rõ ràng hơn, minh bạch hơn, không còn vùng màu xám. Thì quý vị, do đó đám NATO bây giờ họ tập trung nhiều nhất vào việc đối phó với sự trở lại chính trường của ông Trump và sự trỗi dậy của lực lượng cánh hữu nhiều hơn là họ đối phó với tiềm năng đe dọa của Vladimir Putin của Nga và của Tập Cận Bình của Trung Quốc. Quý vị, đây sẽ là một trong những cái quý vị hơi bất ngờ. Đồng minh mà bây giờ phải đối phó đề phòng với chính đồng minh của mình. Nhưng nó là cục diện sẽ xảy ra. Tại vì họ dự đoán rằng ông Trump sẽ quay trở lại chính trường. Ông Trump sẽ chiến thắng. Và khi ông Trump chiến thắng, thì lần này quý vị, NATO sẽ đối diện với một thách thức lớn. Không phải một mình ông Trump, mà toàn bộ là những tinh hoa của Hoa Kỳ đứng sau lưng của ông Trump sẽ thay đổi tất cả những chiến lược và thay đổi tất cả cái trật tự trên toàn cầu. Chính vì vậy, đám NATO bây giờ bị đẩy vào tình trạng phải chọn một. Phải chọn một thái độ cứng rắn để đáp ứng được cái xu thế mới. Hay là họ muốn duy trì tất cả mọi hiện trạng. Thì quý vị, sự chia rẽ của NATO nằm ở chỗ này. Khi ông Trump quay trở lại chính trường. Và sự cứng rắn này của ông Trump sẽ đi tới hai kết quả. Một là NATO sẽ đi theo hướng của ông Trump. Còn hai, toàn bộ NATO có thể sẽ bị tan rã. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài phân tích của tôi ngày hôm nay về cái cuộc bầu bán của NATO. Trong đó là thủ tướng của Hà Lan